Thưa Dương xin kính chào tất cả quý khán giả của đài truyền hình SVTN và SET và một lần nữa xin chào đón quý vị đến với chương trình Asia Channel. Thưa quý vị, là khi mà chị Tâm Đoan và Thùy Dương bắt đầu quay những chương trình của Asia Channel thì lập tức trên Facebook có rất là nhiều những fans và quý khán giả phải có request đề nghị là Thùy Dương và chị Tâm Đoan phỏng vấn hai người nghệ sĩ kế tiếp. Thùy Dương muốn nói đến đó là Quang Minh và Hồng Đào. Thùy Dương xin chào anh chị. Chào Thùy Dương. Chào Thùy Dương. Xin chào khán thính giả của đài Asia Channel. Quang Minh xin chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, là để chuẩn bị cho cái chương trình ngày hôm nay phỏng vấn với chị Hồng Đào và anh Quang Minh thì phải nói là Thùy Dương cũng đã research rất là nhiều. Ngày hôm qua em ngồi ở ngoài Starbucks đọc những cái phỏng vấn của anh chị mà cười một mình vừa ngồi vừa cười khi mà đọc những cái phỏng vấn mà người xung quanh ở bên cạnh tưởng là em bị bệnh ho lao. Thì có một cái cuộc phỏng vấn hai anh chị có ở bên khi mà đi sang trình diễn ở bên Úc thì có một người nhà báo có hỏi một số những câu hỏi mà cũng khá là interesting. Em muốn nêu một số câu hỏi đó lên đây ngày hôm nay. Cái đầu tiên nhất đó là trong cái tờ báo này họ nói là chị Hồng Đào yêu chồng hơn là Quang Minh yêu vợ. Rồi trong cái cuộc phỏng vấn đó thì nói là khi mà chị đáp lại đó là chị cũng đồng ý là đó là cái sự thật. Bây giờ em muốn hỏi là anh Quang Minh nghĩ sao về cái điều này? Cái này nghe dễ mà khó trả lời. Thì anh thấy cái đó nó nói chung chung quá. Nó nói chung chung quá, nhưng mà theo anh thấy một điều rõ ràng, anh là người chồng trong gia đình, là người cha trong gia đình. Thế anh rõ ràng một cái là ở Hồng Đào có một cái ưu điểm đối với anh á, là hình như hết lòng vì chồng vì con nhiều hơn là bản thân mình. Anh thấy được cái điều đó. Thế còn anh có đáp lại cái đó không? Có chứ, đáp lại điều đó là bằng cách là anh biết chị được... ngồi đó chị cười. Không, anh biết được là chị Đào tối ngày cứ lo con cái thì anh để cho chị Đào yên tâm lo con cái, học hành, chở con đi học, đi hành này nọ. Ngược lại tất cả mọi chuyện khác là một mình anh làm hết. Anh đáp lại bằng cách đó. Chị Đào có đồng ý không hay là em thấy ngồi đó chị em không biết là đây có phải là sự thật hay không? Nếu mà cái câu đó thì đối với Hồng Đào thì Hồng Đào nghĩ cũng đúng. Tại vì người ta nói là Hồng Đào yêu chồng nhiều hơn. Tại vì Hồng Đào nghĩ, chị nghĩ là mình được yêu cũng là hạnh phúc. Mà mình biết yêu người ta thì chị nghĩ hạnh phúc hơn. Thì cái việc mà mình yêu người yêu chồng hơn, bản thân mình yêu con hơn bản thân mình, đối với chị đó là hạnh phúc của chị. Ok. Yeah. Nhưng mà chị có thấy là anh Quang Minh chiều chị không? Thì có những cái thì chị tùy thôi, chiều vừa phải thôi. Tất nhiên là trước khi đám cưới thì chiều ghê lắm, cái gì cũng chiều hết á. Con bò đi ngang nó con kiến, ồ em ơi đấy là con kiến. Nhưng mà sau khi đám cưới thì nó là lòng chuyện khác nữa. Cái này là một cái sự cảnh cáo cho tất cả những cô mà đang độc thân mà sắp sửa lấy chồng đó phải không? Ngay cả Thùy Dương cũng phải cẩn thận. Ok, thì nhưng mà em có đọc đó và em cũng thấy trên phỏng vấn rất là nhiều là hai anh chị là quen nhau từ khi mà còn đi học ở trường ở Việt Nam, trường sân khấu Việt Nam 4 năm. Thì trong rồi sau đó là anh Quang Minh đi sang Mỹ rồi chị ở lại. Thì nhưng mà em không có hiểu là trong cái thời gian 4 năm đó là hai anh chị đã yêu nhau chưa? Ghét nhau lắm, hồi đó tụi đại học trong trường á, ghét nhau vô cùng á. Really? Bây giờ người ta nói là ghét cú nào trời trao cú đó, cái đó có thiệt, anh tin thiệt. Tại vì cái năm đầu tiên trong lớp á, là anh với chị Đào vô trường sân khấu học vào năm 1981. Uh-huh. 81. Mà coi như là anh cứ tung tăng bay nhảy ăn diện này nọ, không học hành vậy đó, thì trong lớp ghét lắm, mà trong đó cái số người ghét là có Hồng Đào. Tại vì khi mà vào học trong trường thì một số người rất là chăm chỉ và một số người chị là một trong những là chị là một trong những nữ sinh mà rất là chăm chỉ thì mình cố gắng mình học đó, nhiều rồi một người suốt ngày cứ đi chơi rồi ăn diện đó, thì là hai bên là không thương nhau, không thích nhau, rất là ghét nhau. Nhưng mà vì ghét cho mình mới để ý, mình mới để ý bực mình. Hôm nay mặc cái áo gì không, bình thường nói trời hôm nay mặc cái áo đỏ lòm ghê quá, nhưng tự nhiên mình để ý, tự nhiên cái ngày hôm sau khoảng chừng đâu 6 tháng sau thì nó không mặc áo đỏ, tự nhiên mình thấy nhớ cái áo đỏ đó, từ ghét nó thành ra cái tình cảm. Thế là khi mà trước khi anh Quang Minh đi sang Mỹ là đã yêu nhau chưa? Là cũng yêu nhau rồi, cũng yêu có nhau. Tình cảm với nhau nghĩa là nhưng mà đã cặp nhau chưa? Yêu làm sao mà cặp làm sao thì chứ không, em trẻ nói là... không biết làm lâu sao quá, không em nói cặp. Không nghĩa là hai người là có boyfriend girlfriend chung với nhau không á? Có. Có rồi mà. No benefit yêu nhau thôi, yêu nhau với tình cảm là đi chơi rồi
trai gái rồi yêu đương nhau thời trai trẻ đó. Đó. Rồi năm 90 là qua bên đây. Rồi cái thời trong thời gian đó là chia tay hay là không phải, chia tay? Không phải, gọi là chia tay thì cũng không đúng. Không phải chia tay à? Nhưng mà thật sự mà nói tại cái thời gian năm 90 qua đây một mình vất vả quá. Thân mình lo không nổi, bây giờ sao đi? Rồi bây giờ viết thơ về nói anh sướng lắm thì mình không xạo được. Mà bây giờ than thì đạo bển cũng đâu giúp được gì mình đâu. Cho nên thôi bây giờ mình quyết định thôi bây giờ mình đã qua bên này rồi. Thôi bây giờ mình ráng đi. Mình ráng mình lo cho bản thân của mình trước đi. Rồi cứ để cho đào thôi. Cho nếu mà có duyên thì gặp, không có duyên thì thôi. Nhưng mà thật sự có duyên thiệt. Có duyên thiệt chứ trời đất ơi. Mình nghĩ vợ chồng nó cũng có duyên cái nợ. Rất là đúng có rồi. Duyên. Khi một người ở đi qua Mỹ và một người ở Việt Nam thì bây giờ có bao nhiêu người ta có yêu nhau như trời như bể, mà khi cách xa như vậy rồi đó thì mà thời gian từ từ đó rồi nó cũng, người ta nói là xa mặt cách lòng. Thì cái chuyện đó rồi thì cái đó ai phải chấp nhận thôi. Tức là Quang Minh có đời sống riêng, Quang Minh Hồng Đào cũng có đời sống riêng của Hồng Đào. Nhưng mà may mắn là nó không có gì riêng. Tức là đời sống chỉ thì cũng có bạn bè, mỗi người cũng có bạn bè thôi. Nhưng mà vô tình thì 4 năm sau mình lại có đi sang Mỹ. Thì vô tình tuần đầu tiên gặp nhau tại Bonsa mà không hề hẹn hò gì hết. Không hề hẹn hò. Ngay tại cây xăng. Anh nhớ hoài ngay tại cây xăng. Mà khi mà lần đầu tiên gặp nhau như vậy thì cái cảm xúc như thế nào nó... Tại vì chị sang Mỹ mà chị không nói cho anh biết là chị sang Mỹ. À, không, mình không thích báo. Chị không nói, nhưng mà bạn bè nghĩ là anh biết. Nhưng mà anh nghĩ, ồ, thôi cũng mừng cho Đào. Mà Thùy Dương có tưởng tượng cái ngày, anh nhớ cái ngày Chủ nhật. Thôi đi, lúc mà em qua anh có lén lúc mà mua bó hồng nhờ. Nhờ bạn đưa xuống xin lên sao dê đã. Có nhờ người bạn mang cái bó hồng đem ra phi trường. Để coi có được cái gì không á. Rồi một ngày, cái ngày, nhớ là ngày Chủ nhật. Quang Minh đi đổ xe, một ngày đó nó buồn lắm. Người trong người không biết sao á. Tự nhiên anh đang đứng đổ xăng. Thì anh nghe một cái tiếng thất thanh, ý, Quang Minh kìa. Thì anh dòm lên, anh thấy chị Thu Ba, cũng là kịch sĩ hồi xưa. Cái chứ chạy, ê Quang Minh, Hồng Đạo ngồi anh xe kìa. Thì cái phản xạ đầu tiên của anh á, anh không nói gì hết. Anh chạy tới xe, anh mở cái xe, anh ôm Đạo một cái. Ồ, chứ không phải bỏ chạy. Anh ôm Đạo một cái, anh nói chúc mừng nha. Rồi xong, là hai người mỗi người. Đó, dính. Không, chưa. Chưa dính. Mỗi người một hướng nữa. Ồ. Yeah, mỗi người một hướng nữa. Thì rồi, chừng một, anh nhớ không làm, chừng một, hai tháng sau á, thì có một cái... có tập anh em đội kịch hợp tác lại dựng một cái vở kịch là Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông, thì trong đó Minh với Đào có đóng chung với nhau, rồi từ nói chung là sân khấu kéo chúng tôi tới với nhau đó, đúng, và nợ nần nhau cho tới mãi ngày hôm nay. Thế bây giờ em muốn lùi lại một ít, là khi mà còn ở Việt Nam mà đi học chung với nhau đó, thì anh chị nói là đã ghét nhau. Đầu tiên nhất là ghét nhau, nhưng mà sau đó thì tự nhiên yêu nhau, để ý rồi nhớ nhau. Thì em muốn hỏi chị Hồng Đào là tại sao chị lại yêu anh Quang Minh? Cái nét gì về anh đó hồi đó đó? Quá đẹp. Hồi đó. Đẹp. Đẹp, Giá xìu vậy. Thì cái điểm gì mà làm cho chị mê về anh Quang Minh? Ôi trời, ông này hồi đó. Tức là ông thì tình yêu mà yêu rồi, mình lúc đó mình trẻ, mình mới lớn, ông này thì chiều chuộng, ông này thì ông đi chơi gì ông biết rồi, ông biết mọi thứ rồi, ông thì ông chiều chuộng rồi, ông biết tâm lý của mình này kia mọi thứ. Thì tự nhiên mình rớt thôi. Với lại trong tình yêu á, mình không thể giải thích được. Như có công nhận không? Đúng rồi, mình, đúng ủa rồi. Tại sao chị này lại yêu anh này, đáng lý chị này phải yêu anh kia với hợp hơn, nhưng mà mình nghĩ trong tình yêu mình không giải thích được. Có thể là nhìn bề ngoài một số người, chẳng hạn như chị, như Kỳ Duyên bảo là em thấy chị Hồng Đào và anh Quang Minh hoàn toàn hai cái bề ngoài á, hoàn toàn không thể nào hợp với nhau được. Tức là nhìn cái bề ngoài em không hiểu tại sao hai người có thể yêu nhau được, thí dụ như vậy. Nhưng mà mình nghĩ là tình yêu thì không thể giải thích được. Giờ hỏi là tại sao yêu Quang Minh thì mình cũng chả biết tại không sao. Không có một yêu. Cái điểm gì tại hồi đó anh ấy cao giáo đẹp trai hay là cao giáo đẹp trai thì ngày xưa thì mình cũng... bây giờ cũng còn cao giáo đẹp còn trai, cao giáo đẹp trai thì sao vậy? Nhưng mà không có một cái điểm nào mà nó chẳng hạn như nếu mà đối với em đó, nếu mà nói về một người bạn trai nào đó thì em nhớ ngay là ồ tại vì người đó hiền lành, hay là ồ tại vì người đó có lòng với gia đình với bạn bè chẳng hạn. Ngày xưa đó thì lúc đó là tại mình có một cái thế này là Quang Minh ngày xưa nhìn bề ngoài rất ăn chơi,
Bây giờ vẫn ăn chơi. Thì bây giờ vẫn như vậy. Nhưng mà khi mà mình quen rồi thì lúc đó thì, nhưng mà bên trong con người nó rất là mềm yếu. Đó. Rất là dễ cảm động. Và muốn nghe cái đó đó. Và còn mau nước mắt hơn hơn Hồng Đào nữa, hơn chị nữa. Thì tất nhiên mình nghĩ, ô trời ơi, vậy con người nó mềm yếu quá. Mình thì bề ngoài thì mình phụ nữ, nhưng mà mình có thể mình sẽ cứng rắn hơn. Thì mình nghĩ, ô mày con người này mềm yếu quá, trời ơi, tội nghiệp quá. Thế là mình cảm thấy như là thôi mình rớt ra nào cũng không hay. Nhưng phát hiện ra điều đó, tất cả cái đó là trò hết. Anh thấy chưa, cũng không nói hết. Nói thiệt với Thùy Dương nha, là anh quen Đào cũng mấy chục năm nay rồi. Mà nhờ cái chương trình ngày hôm nay, anh mới biết được là tại sao Hồng Đào thương anh như thế nào. Thế còn anh, còn mình? Còn anh thì anh ngược lại. Anh không giấu là cái thời trai trẻ anh cũng gọi là cũng gọi là gì, em đâu biết, cũng là quậy phá, quậy phá lắm, bay bổng, cũng quậy phá bay bổng lắm. Nhưng mà thành phần quậy phá của anh quen mấy cô quá là bay bổng, quá là quậy, thì nếu là quậy hơn nữa, quậy hơn nữa. Còn ngược lại anh gặp Đào, anh khác hẳn với những người khác. Lúc thời của Đào hồi xưa đúng chị là một học sinh rất là một chăm học chỉ sinh, rất là họ chăm chỉ nhất gì trong lớp. Đó, cho nên quá hiền nữa so với người anh quen. Do cho nên đó là cái mà nó gây ấn tượng trong đầu của anh. Nhưng mà có hiện nhưng không? Mà không ngờ trời ơi, sao mấy chục năm sau từ năm nó mọc ra vì ai khi nghĩa là hai người là từ đó là yêu nhau. Rồi sang này, rồi mãi đến năm 1994 thì hai anh chị mới lập gia đình, phải không? 95. 95 mới lập gia đình. 95 là 14 năm. Nhưng mà gặp lại là năm 1994. 94. À, năm sau thì... Có nghĩa là một năm sau cũng đã đã dớt rồi. Cũng nhanh. Thì lúc đó lớn tuổi rồi. Tuổi là chụp liền chứ. Chụp liền. Từ năm 96 là đẻ cháu đầu tiên. I see. Yeah. Ok. Và từ đó đến đây bạn... Tất nhiên là Thùy Dương cũng rất là vui là anh Quang Minh là khi mà nhìn thấy chị Hồng Đào là mở xe ra là ôm liền, rồi từ đó là dính. Đó là cái phản xạ tự nhiên luôn. Đúng rồi, tại vì vậy mà sau này chúng ta mới có cái tên Quang Minh Hồng Đào, nó đi đôi với nhau. Và Thùy Dương nghĩ là cái sân khấu nghệ thuật và cái nền âm nhạc hải ngoại của chúng ta nó sẽ thiếu một cái gì rất là lớn lao nếu mà không có cái Quang Minh Hồng Đào đi đôi như thế vậy đó. Một lát nữa đó mình sẽ nói thêm, xin quý vị hãy giữ màn hình.